Khi ném ống kính 1.500 đô la Mỹ như đồ bỏ đi, khách hàng khi đặt một sản phẩm trên mạng và chờ giao đến nhà thường rất lo lắng về việc sản phẩm của mình sẽ không được bảo quản kỹ, đặc biệt là với những món đồ dễ vỡ, dễ hỏng hóc nếu có va đập mạnh. Mới đây một đoạn video được ghi lại bởi camera an ninh cho thấy họ hoàn toàn có lý do để lo ngại điều này. Khi chứng kiến một nhân viên giao hàng thẳng tay ném món đồ đắt giá trước cửa nhà của khách hàng chỉ vì ngại đi thêm vài bước chân nữa, được biết bên trong kiện hàng là một chiếc ống kính Canon trị giá lên tới 1.500 đô la Mỹ. Và như chúng ta đã biết, ống kính máy ảnh sẽ rất dễ vỡ hoặc bị chảy xước nếu gặp phải va đập mạnh. Ray Rigo, người có món đồ bị ném, đã vô cùng sửng sốt khi xem lại video qua camera an ninh và quyết định phanh phui vụ việc này lên mạng. Ngay lập tức, đoạn video đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, cùng nhiều bình luận tức giận về thái độ giao hàng của nhân viên nọ. Càng bất ngờ hơn khi ở phần sau của video, Người giao hàng này được phát hiện là nhân viên của công ty vận chuyển FedEx nổi tiếng, thông qua đồng phục của một người đi cùng. Hai nhân viên này sau khi nhận thấy không có ai ký nhận vào thời điểm giao hàng, đã để lại một chiếc phiếu, nhặt chiếc hộp và bỏ đi. Rất may, chiếc len đã được nhân viên FedEx khác giao thành công vào ngày hôm sau và không bị hư hại.